xin chào quý vị và các bạn. Xin mời quý vị và các bạn trở lại với video tiếp theo trên kênh của Thành Vũ ạ. Hôm nay Thành đang có mặt tại một vườn quất tại thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Và ở đây những cái cây quất đã được mang từ Phú Yên về và đang được bày bán tại thành phố Thủ Dầu Một này các bạn ạ. Vâng, những cái cây quất to cao và rất là tuyệt vời các bạn ạ, để phục vụ cho Tết Nguyên Đán Giáp Thìn 2024 này. Vâng, Thành sẽ ghi là những hình ảnh tuyệt vời để gửi tới tất cả quý vị và các bạn. Mong quý vị và các bạn hãy theo dõi và luôn ủng hộ kênh cho Thành các bạn ạ. Thành xin cảm ơn tất cả quý vị và các bạn rất là nhiều. Quất đẹp quá anh ạ. Quất này bây giờ bao nhiêu một cây anh? Quất này ở đây hả? Không, ở đây là bình quân khoảng bao nhiêu cây? Không, nó bình quân chậu lớn chậu nhỏ cái gì à đây. Nhưng mà thường thường đắt nhất là bao nhiêu? Đắt nhất là 6 triệu. 6 triệu à? 6 triệu chậu to này nè. À, cây này là 6 triệu. Đó. Là 2,5 mét, khoảng 2,5 mét. 3 mét, 3 mét. Ui, đã 6 năm mà. À, cái này là anh chở từ miền Tây về hay là ở đâu? Phú Yên. À, Phú Yên à? Miền miền Tây luôn treo trong đầu cái con miền Tây đèo bứng vô cái cây nó không tốt, không có bơi. Anh coi rỡ, rỡ nó mạnh nó rỡ đó. Còn cây rẻ nhất là khoảng bao nhiêu anh? Rẻ nhất là cây này 2 triệu. À, cây đó 1 triệu à? Nó cá tầm á, còn thằng đây là 150. Rồi để em biết. Wow. Nói dù cỡ thăm đây 3 triệu cá, 4 triệu cá. À, giá là 3, 4 triệu một cây như này các bạn ạ. Tùy nhờ. Cái thằng đây 4 triệu. Vâng. Đây nó còn treo đó. Đây là. Vâng. 4 triệu. Mới trở về đây đúng không anh? Chỗ bữa mới khai à. À thế à? Bây giờ người ta chủ yếu là đi ấy thôi chứ chưa, khả năng là cũng chưa mua nhiều. À, mấy bán nhiêu đồng? Không, nhưng mà những cái cây này của anh đẹp nè. Bán cho cơ quan không à? À đúng rồi. Bán cho môi trường không? Đúng rồi. Cái cơ quan với người dân thì khả năng là mua ít. Vâng. Vâng, những cây quất này là được chở từ Phú Yên về các bạn ạ. Những cây lớn nhất ở đây là có giá khoảng 6 triệu. Và cây nhỏ, cây thấp nhất là khoảng 1 triệu các bạn ạ. Vâng, đây là những cây này là tầm... Vâng, cây trước mặt các bạn là 6 triệu các bạn ạ. Vâng, còn thường thường là 3-4 triệu. Những cây này khoảng 3-4 triệu. Một không khí Tết đang đến gần các bạn ạ. Vâng, những cây phía trong này là còn đang xanh các bạn nhé. Vâng, những cây cuốn rất là đẹp các bạn ạ.
đang những cây này có giá từ khoảng 3 triệu các bạn nhé, 3-4 triệu các bạn ạ, một cây quất như này. Rất là đẹp các bạn ạ. Quá thể đẹp luôn các bạn ạ. Vâng ạ, Thành vừa ghi như này một số những hình ảnh về vườn quất này các bạn ạ. Tại thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, những cây quất rất là đẹp để đón chào mùa xuân 2024 Giáp Thìn các bạn ạ. Vâng, Thành xin phép được dừng video tại đây. Xin chúc tất cả mọi người một ngày cuối tuần thật nhiều niềm vui và hạnh phúc. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video của Thành. Xin cảm ơn rất là nhiều ạ.